Thưa quý vị, thưa các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA có hiệu lực, nhiều dòng thuế quan sẽ được cắt giảm 0% trong vòng 7 năm. Đây là cơ hội tốt mở ra sân chơi lớn để giao thương cũng như đa dạng hóa thị trường và xuất khẩu mặt hàng dệt may. Đồng thời cũng tạo ra sức cạnh tranh lớn cho hàng dệt may Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường EU. Hiện nay, thị trường này đã mang lại giá trị xuất khẩu lớn thứ hai trong tổng số các nước nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam. Để đón được những cơ hội EVFTA mang lại, ngành dệt may cần cú hích tích cực từ nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ dệt nhuộm. Dệt may sẽ là ngành hàng được hưởng lợi khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU-EVFTA chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp dệt may nào cũng hiểu rõ được những cơ hội mà EVFTA mang lại. Do vậy, doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các nội dung cam kết giữa EU và Việt Nam để tận dụng cơ hội từ hiệp định này. EVFTA sẽ tạo cơ hội và thuận lợi cho ngành dệt may, bởi thuế quan với tất cả hàng dệt may sẽ được đưa về 0%. Trong đó có 77% hàng dệt may thuế về 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực. EVFTA được ngành dệt may cũng như các ngành hàng xuất khẩu khác trông chờ từ lâu, nhưng đi cùng cơ hội sẽ là thách thức. Hiện nay chúng ta có rất nhiều hiệp định, nhưng mà gần đây thì chúng ta có cái hiệp định FTA. Chắc là từ cuối năm thì các nước sẽ soạn thảo các quy trình để thông qua cái hiệp định này. Và nếu cái hiệp định này có hiệu lực thì nó cũng làm cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp công nghệ 4.0 và công nghiệp lần thứ tư. Nếu như chúng ta đang phát triển mạnh về công nghiệp lần thứ tư thì đây là một cái cơ hội đối với các cái doanh nghiệp dệt may của chúng tôi. Vừa rồi chúng ta đang ký hiệp định VEFTA thì chúng tôi nhận định rằng là cái hiệp định này nó sẽ là cú hích cho các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu vào thị trường EU. Cái cản trở lớn nhất hiện nay đối với ngành dệt may mà khi xuất khẩu vào thị trường EU để được hưởng các cái thuế quan ưu đãi khi mà cái hiệp định này có hiệu lực, đó là cái nguyên liệu mà chúng ta phải sản xuất tại Việt Nam. Nếu như mà không có nguyên liệu sản xuất tại Việt Nam mà nhập nguyên liệu thì chúng ta sẽ không được hưởng cái thuế suất ưu đãi đó. Mà như chúng ta biết thì ngành dệt may hiện nay đang nhập tới 60% nguyên liệu từ nước ngoài vào. Và như vậy không phải một sớm một chiều các doanh nghiệp dệt may có thể là thay đổi được cái nguyên liệu mà sản xuất tại Việt Nam và để tận dụng được cái hiệp định thương mại này. Việc đầu tư phát triển ngành công nghiệp phụ trợ đã được bàn tính từ lâu, nhưng đến nay lĩnh vực dệt nhuộm vẫn chưa có sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện nay để đầu tư một nhà máy dệt nhuộm cần phải có 20 đến 30 triệu đô la Mỹ, trong khi đó đầu tư một xưởng may con số nhỏ hơn nhiều. Ngoài ra, xu thế của chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay là quan tâm đến sản xuất sạch, sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội cũng đòi hỏi các doanh nghiệp dệt may Việt Nam phải đầu tư đổi mới công nghệ. Như vậy, cơ hội mà cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại cho ngành dệt may Việt Nam khá rõ rệt. Thế nhưng đầu tư công nghệ theo hướng 4.0 đòi hỏi vốn lớn, chi phí đầu tư cao. Đối với ngành công nghiệp hỗ trợ của ngành dệt may thì hiện nay với những cái công nghệ truyền thống thì sẽ xả ra một cái lượng nước thải rất là lớn và làm ô nhiễm môi trường. Với cái chiều hướng này, đây là một thách thức rất là lớn cho cái ngành công nghiệp phụ trợ hiện nay. Nhưng để cho vấn đề phát triển bền vững của một nhà máy, chúng tôi sẵn sàng đầu tư ứng dụng những cái công nghệ 4.0 để loại trừ những cái vấn đề đó trong cái thời gian sắp tới. Trong thời gian tới, bên cạnh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định EVFTA có hiệu lực sẽ mở ra thị trường rộng lớn hơn. Khi đó, không cần nhà nước khuyến khích, ngành dệt may vẫn sẽ nhận được sự đầu tư tích cực. Với các hiệp định thương mại tự do, sức ép cạnh tranh là hiện hữu, nhưng đó không phải là thách thức lớn nhất. Trở ngại chính là các doanh nghiệp phải tự đổi mới chính mình, xem cạnh tranh là lẽ đương nhiên của nền kinh tế thị trường. Trong cạnh tranh cần chuyển từ bị động, phòng ngự sang tích cực, chủ động để doanh nghiệp ngành dệt may nhìn ra tiềm năng, đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ. Các doanh nghiệp chuyển đổi bằng cách chúng ta phải tự làm ra sản phẩm, tự nghiên cứu thị trường, tự phục thị trường. Với cái thị trường 90 triệu dân ở này và hàng năm chúng ta tăng trưởng ngành dệt may rất lớn. Vừa rồi chúng tôi đã cải tiến hết mức rồi.
cải tiến, rút ngắn tất cả công đoạn, loại bỏ tất cả những cái lo thừa để tăng năng suất lên. Và đến hôm nay thì không còn như thế nữa, và muốn tồn tại thì phải bằng công nghệ 4.0, chứ không thể mà chúng ta làm theo cái kiểu truyền thống thủ công nữa. Chính phủ, Bộ Công Thương cần hoạch định chính sách, chia sẻ tâm lý lo lắng về tính khả thi của phát triển công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp, đặc biệt đối với những doanh nghiệp vẫn bị bó buộc trong cái vòng luẩn quẩn của gia công vì thiếu vốn, công nghệ và thị trường. Từ đó nghiên cứu ban hành những cơ chế quyết sách sát với thực tế, đúng với những gì cộng đồng doanh nghiệp cần để tạo được bước đột phá cho công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may nói riêng và công nghiệp hỗ trợ nói chung. Phải hướng đến làm chủ thiết kế để phát triển thương hiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may. Như hiện nay, chúng tôi đang đề nghị chính phủ là thành lập cho 3 khu công nghiệp tập trung ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam, chuyên về sản xuất nguyên liệu, để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào đó và để giải quyết cái vấn đề thiếu hụt nguyên liệu. Ngoài cái việc mà chúng tôi tự mở rộng ra thì chúng tôi đang hợp tác với các cái tập đoàn, các cái công ty của đối tác chúng tôi, Nhật Bản cũng như là Hàn Quốc, để chúng tôi mở rộng sản xuất và cung cấp cái nguyên liệu thay thế cho nguyên liệu nhập khẩu. Với ngành dệt may, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ phía các doanh nghiệp trong nước và các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài, đặc biệt khi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA có hiệu lực, doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần phải chuẩn bị nguồn lực mạnh cả về con người, vốn, công nghệ, tập trung khai thác hiệu quả năng lực sản xuất hiện có để tăng tích lũy, chuyển dần từng bước sang xu hướng khai thác thị trường nội địa.